Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh của mình nhá. Thì kênh của mình làm về các chủ đề như trò chơi, tuổi thơ mà ở thôn quê chúng mình hay chơi. Nay mình show lại và ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Thì hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề mà các YouTuber hiện nay đang khá lạm dụng, đó là dùng những cái hình ảnh phản cảm và lợi dụng một số vấn đề đang nổi trội ở xã hội để kiếm tiền. Thì bản thân mình là một AD nhóm của YouTuber, thì luôn khuyến cáo các thành viên của nhóm mình là không sử dụng những cái thứ rác rưởi ấy vào những video của mình, để luôn luôn làm cho kênh của mình sạch đẹp và thu hút nhiều người xem. Thì nhóm YouTuber của mình hiện tại gồm 300 thành viên và hoạt động rất chìa lâu rồi, 2 năm rồi. Chúng mình sẽ làm một cộng đồng YouTuber rất chi là sạch sẽ và không có những cái hình ảnh thô tục tục tiểu mà để bắt trend hay là đi theo thời đại cả. Đồng hành cùng với mình là có các bạn trong nhóm, các bạn rất chi là đoàn kết và vui vẻ. Cùng làm YouTube với mình thì nhóm chúng mình thì khá đoàn kết và luôn giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc, lẫn như là view hoặc sub. Ok, các bạn muốn gia nhập nhóm thì cứ lên fanpage của chúng mình nha, vào Facebook của Chiến binh YouTuber là ra nhóm mình nha các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.